Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đoàn công tác Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình khảo sát việc thực hiện nghị quyết Trung 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ba đồn đảm bảo nước tưới vụ hè thu cho các xã vùng Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 5 tại nghĩa trang liệt sĩ Ba Sóc, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Cục Chính sách Bộ Quốc phòng, đại diện Ban chỉ đạo 1237 quân khu 4. Về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí Khăm Sĩ Út Si Vong, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn. Theo đó, trong mùa khô 2017-2018, đội quy tập hài cốt liệt sĩ 589 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 18 hài cốt các liệt sĩ của quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bản Lào. Đây là lần thứ 39 tỉnh Quảng Bình đón nhận hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của những người con của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống cho sự bình yên và hạnh phúc của hai nước, cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Lào. Đồng chí cũng cảm ơn Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn đã tạo mọi điều kiện để tỉnh Quảng Bình thực hiện tốt chủ trương của chính phủ về việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Đồng thời nhấn mạnh, việc tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ là hoạt động có ý nghĩa to lớn, thể hiện đạo lý, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc và góp phần làm vơi bớt nỗi đau thương, mất mát của thân nhân gia đình các liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Ban công tác đặc biệt chính phủ, Ban chỉ đạo 1237 quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng các đại biểu, lực lượng vũ trang đã thành kính dâng hoa và thắp hương tưởng nhớ anh linh của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chiều nay ngày 9 tháng 5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình để khảo sát việc thực hiện nghị quyết tại tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 là một chủ trương lớn của Đảng. Tại Quảng Bình, nghị quyết đã được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, nghiêm túc, sâu rộng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân hưởng ứng tích cực. Nhờ đó sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nông thôn có bước phát triển mới, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người dân, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ở vùng nông thôn. Trong đó, nổi bật là tạo được sự quan tâm thường xuyên và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhà nước đã tăng mạnh đầu tư ngân sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, đã góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. Tổng sản lượng lương thực năm 2017 đạt 31 vạn tấn, tăng 18,6% so với năm 2008. Giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, sản xuất nông nghiệp chuyển mạnh từ sản xuất số lượng sang chất lượng, hiệu quả, có giá trị gia tăng cao. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng ngày càng cao, khai thác hải sản xa bờ phát triển mạnh, nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, bền vững tăng nhanh. Lâm nghiệp từng bước được xã hội hóa, công tác quản lý và bảo vệ rừng được các cấp các ngành và chủ rừng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới có hiệu quả đã được nhân rộng trong sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên doanh, liên kết, tập trung, quy mô lớn gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo hướng giá trị. Đời sống vật chất và tinh thần nông dân được cải thiện đáng kể.
tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đầu năm 2017 đạt 24,84 triệu đồng một năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 giảm trên 10% so với năm 2008. Các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân. Tỷ lệ thôn bản, gia đình văn hóa ngày càng tăng, tình làng nghĩa xóm được củng cố, dân chủ ngày càng được phát huy. Ở nông thôn, kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại được quan tâm đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, đạt được nhiều kết quả tốt. Đến nay Quảng Bình có 52 xã đạt nông thôn mới, chiếm 38,2%, tỷ lệ toàn quốc chiếm 34,4%. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được cải thiện nhanh, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững. Số tiêu chí đạt được bình quân trên xã ở tỉnh Quảng Bình tăng từ 3,6 tiêu chí lên 14,6 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước. Sau khi các đại biểu thảo luận về một số kết quả đạt được cũng như một số tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng chí Trần Công Thuật cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương, đồng thời trao đổi để làm rõ thêm một số vấn đề mà các thành viên trong đoàn quan tâm. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá cao việc Quảng Bình triển khai thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết của Trung ương. Về công tác tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu việc đánh giá đúng thực chất, thiết thực, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương để hoàn thiện báo cáo tổng kết. Báo cáo cần đề xuất những quan điểm, chủ trương phù hợp với địa phương và tình hình cả nước. Báo cáo cần tập trung vào các chỉ tiêu thu nhập, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn cũng lưu ý, việc thực hiện nghị quyết, nội dung tái cơ cấu nông nghiệp cần chú trọng giá trị gia tăng. Trong xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện theo lộ trình, giữ vững và phát triển các tiêu chí, hạn chế nợ đồng xây dựng cơ bản. Trước đó, trong sáng nay ngày 9 tháng 5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương đã đi khảo sát thực tế tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch và công trình thủy lợi Hồ Thác Chuối. Xã Đại Trạch có diện tích trên 1.026 ha, tổng sản lượng lương thực hàng năm trên 4.200 tấn. Từ năm 2012 đến nay, xã đã chỉ đạo thực hiện tốt mô hình sản xuất lúa bền vững theo quy trình SRI trên 45 ha sản xuất lúa 2 vụ, đạt năng suất bình quân 60 tạ trên 1 ha. Xã cũng đã chuyển đổi khoảng 50 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loài cây làm thức ăn chăn nuôi và nhân rộng mô hình đa cây, đa con. Năm 2011, toàn xã có 174 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 8%. Đến cuối năm 2017, còn 48 hộ, chiếm tỷ lệ trên 2%. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2011-2015 đạt 23,7 triệu đồng một năm. Đến cuối năm 2017, đạt 39,5 triệu đồng một năm. Công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch được xã tập trung chỉ đạo và đã quan tâm đặc biệt đến quy hoạch sản xuất phù hợp với tình hình và vị trí địa lý. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới được xây dựng trên cơ sở quy hoạch chung của huyện và đang được tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Kinh tế nông thôn ở Đại Trạch có bước chuyển dịch tích cực, tỷ trọng giá trị phi nông nghiệp tăng lên, hình thức tổ chức sản xuất đa dạng, hợp tác, liên kết sản xuất phát triển khá nhanh. Giao thông nông thôn được chủ trọng đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí trên 51 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó, nguồn nhân dân đóng góp hơn 20 tỷ đồng. Hạ tầng thủy lợi từng bước được tăng cường, củng cố theo hướng hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu sản xuất. Công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai luôn được chú trọng. Mạng lưới điện nông thôn phát triển nhanh. Đến nay 100% số hộ trong xã đã được dùng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường học, cơ sở vật chất y tế, văn hóa, thể thao, mạng lưới thông tin truyền thông, chợ, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được tăng đầu tư, nâng cấp, từng bước được cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sau khi các thành viên trong đoàn công tác của Trung ương và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương, đơn vị liên quan thảo luận về những kết quả và tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10. Tại địa bàn xã Đại Trạch, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trưởng đoàn công tác của Trung ương đánh giá cao những kết quả mà địa phương đã đạt được. Đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị thời gian tới, xã cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến với người dân, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm,
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trong nông thôn, tích cực cải thiện đời sống của người dân. Trong xây dựng nông thôn mới, đồng chí trưởng đoàn công tác đề nghị xã cần tích cực duy trì nâng cao các tiêu chí của chương trình nông thôn mới, trong đó tập trung nâng cao thu nhập và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, nghiên cứu xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 5, đoàn công tác trung ương đã đi khảo sát thực tế tại công trình thủy lợi Hồ Thạc Chuối trên địa bàn huyện Bố Trạch. Sáng nay ngày 9 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành đơn vị liên quan để rà soát các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường lệ giữa năm 2018. Dự buổi làm việc có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Dự kiến tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, các sở ngành đơn vị sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình bổ sung 18 nghị quyết. Đề nghị đổi tên nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để phù hợp với quy định của chính phủ. Đề nghị lùi thời gian trình nghị quyết sang phiên họp cuối năm đối với một số nghị quyết còn gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, như nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch 2. Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực GMS giai đoạn 2. Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nghị quyết thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết về hợp nhất thôn tổ dân phố tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở thảo luận, phân tích nội dung các nghị quyết mà Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đánh giá cao trách nhiệm tham mưu của các sở ngành đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với phương án hợp nhất một số nghị quyết có nội dung tương đương nhau, bãi bỏ một số nghị quyết không cần thiết, ra soát lại nội dung và lùi thời gian trình đối với một số nghị quyết. Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp các sở ngành để rà soát nghị quyết trước khi trình lên Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các nghị quyết sẽ trình và thông qua tại kỳ họp sẽ đảm bảo chất lượng cũng như tính pháp lý để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Chiều nay ngày 9 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp ban chỉ đạo và cả tiểu ban giúp việc Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Dự buổi họp của đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng các thành viên trong ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc. Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2018 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2018 tại thành phố Đồng Hới, với khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức nhằm giới thiệu tiềm năng, quảng bá xúc tiến cơ hội đầu tư vào tỉnh Quảng Bình. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và quốc tế có cơ hội gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, doanh nghiệp Quảng Bình, đưa ra định hướng, giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trước khi hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình diễn ra, sẽ có các hoạt động và sự kiện bên lề như hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Singapore và Đan Mạch. Cùng với đó là các hội thảo về phát triển du lịch và tham quan hang động và nhiều sự kiện nổi bật khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến các nội dung tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Bình năm 2018, như tăng cường các hoạt động truyền thông quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng thành phần khách mời đến từ các tỉnh của nước bạn Lào, Thái Lan. Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đặt kỳ vọng hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư vào Quảng Bình đạt tối thiểu 3 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài đề nghị các tiểu ban cần làm tổ công tác chuẩn bị, đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, website. Đồng chí cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư ra soát lại các dự án đầu tư lớn để cấp giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị. Sở Du lịch cần đẩy nhanh tiến độ để khai trương phố đi bộ và tổ chức các hoạt động văn hóa
trong thời gian diễn ra hội nghị. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyển thăm và làm việc tại tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay ngày 9 tháng 5, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm và ký biên bản hợp tác với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Khăm Muồn có đồng chí Sổm Chay Phế Xỉn Huôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Sảnh Thong Khà Phun Khong, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh. Thời gian qua, Mặt trận các cấp hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới. Hàng năm, tỉnh Quảng Bình tiếp nhận hai cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Khăm Muồn sang học tiếng Việt tại trường Đại học Quảng Bình. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi thông tin và gửi điện mừng nhân các ngày lễ lớn của hai đất nước. Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và Quảng Bình Khăm Muồn nói riêng. Tại buổi hội đàm, hai bên đã tập trung thảo luận và đề xuất một số nội dung hợp tác trên các lĩnh vực gồm kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể nhằm tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện, sâu sắc và hiệu quả, phù hợp với lợi ích của hai tỉnh Quảng Bình Khăm Muồn. Hôm nay ngày 9 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tràn dầu là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng nhất hiện nay. Theo thống kê sơ bộ, từ năm 1992 đến năm 2017, cả nước xảy ra 140 vụ tràn dầu. Quảng Bình là tỉnh có bờ biển dài hơn 116 km, hệ thống sông ngòi tương đối lớn, với hoạt động ngày càng gia tăng của các phương tiện vận tải biển, các cảng biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão, các hoạt động vận chuyển xăng dầu, vân vân. Nếu xảy ra sự cố tràn dầu mà không được ứng phó kịp thời, thì hậu quả của nó sẽ tác động xấu đến môi trường, gây thiệt hại lớn về kinh tế xã hội. Chính vì vậy, việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu cho lực lượng kiêm nhiệm của tỉnh là một trong những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết. Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu sẽ được giới thiệu về Nghị định 30 của Chính phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bài học kinh nghiệm, thực trạng và giải pháp, quyết định 02 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, thông tin tổng quan của sự cố tràn dầu, hệ thống tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu Việt Nam, một số bài học kinh nghiệm, giải pháp ứng phó sự cố tràn dầu xâm nhập vào vùng nuôi trồng thủy sản và các khu vực nhạy cảm khác, giới thiệu tính năng, tác dụng các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, phổ biến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Quảng Bình. Với những nội dung được tiếp thu tại hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và năng lực công tác tổ chức chỉ huy, hiệp đồng thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu, tìm kiếm cứu nạn cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các bộ, các sở, ban ngành địa phương và chỉ huy các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm cơ sở chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu và tìm kiếm cứu nạn khi tình huống xảy ra. Đại hội 18 Công đoàn tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và nghị quyết Đại hội Công đoàn cả cấp. Với khẩu hiệu hành động đổi mới dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội lần thứ 18 có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá tình hình phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018. Quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ và cả giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023 về tăng cường xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, tập trung chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đại hội 18 Công đoàn Quảng Bình diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình.
với 245 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của trên 6 vạn đoàn viên người lao động trong tỉnh về từ đại hội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên người lao động và cả cấp công đoàn Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Khai mạc hội chợ hàng tiêu dùng năm 2018. Ba Đồn đảm bảo nước tưới vụ hè thu cho các xã vùng Nam. Tối hôm qua 8 tháng 5, tại quảng trường sân vận động thành phố Đồng Hới, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương Quảng Bình đã tổ chức khai mạc hội chợ hàng tiêu dùng năm 2018. Tham gia hội chợ hàng tiêu dùng thành phố Đồng Hới năm 2018 có 250 gian hàng tiêu chuẩn với nhiều sản phẩm chất lượng của các ngành, các lĩnh vực như nông lâm thủy sản và thực phẩm chế biến, sản phẩm đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng công nghiệp, điện tử, điện lạnh, thời trang, hàng lưu niệm, trầm hương mỹ nghệ, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống người dân, vân vân. Hội chợ hàng tiêu dùng thành phố Đồng Hới 2018 là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu của đơn vị, đồng thời phát triển thị trường, kết nối giao thương, mở rộng hệ thống kênh phân phối, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý bán lẻ, kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hội chợ hàng tiêu dùng thành phố Đồng Hới năm 2018 diễn ra từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2018. Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hạt giống CP Việt Nam tổ chức hội thảo đầu bơ mô hình trình diễn giống Hô Lai CP511 vụ đông xuân tại thôn Uyên Phong, xã Châu Hóa. Mô hình trình diễn giống ngô lai CP511 có quy mô 0,25 hectare với sự tham gia của 4 hộ gia đình. Qua thực tế triển khai mô hình cho thấy cây ngô lai CP511 có tỷ lệ nảy mầm cao, khả năng chống chịu với sâu bệnh tốt, khả năng chống hạn vượt trội, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương. Ngô lai CP511 còn có ưu điểm là độ đồng đều cao, tán lá rộng, bắp đều, to hạt. Năng suất tại điểm sản xuất trình diễn đạt 80 tạ trên 1 hectare, cao hơn so với các giống đang trồng phổ biến tại địa phương từ 10 đến 15 tạ trên 1 hectare. Những năm qua, nhiều hộ gia đình ở xã Trung Hòa, huyện Minh Hóa đã đưa các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao vào trồng thay thế các loại cây kém hiệu quả. Trong đó, huê hiền là loại cây mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Những năm trước đây, nhận thấy giá trị kinh tế từ cây huê mang lại, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Trung Hòa đã tận dụng diện tích đất vườn, chuyển đổi nhiều diện tích đất kém hiệu quả sang trồng loại cây này. Hiện toàn xã có hàng chục hộ gia đình trồng huê, bình quân mỗi hộ trồng từ vài chục đến vài trăm cây. Đối với các diện tích huê trên 10 năm tuổi, đang được thương lái trả giá từ 10 đến 15 triệu đồng trên một cây. Sau khi trừ mọi chi phí, các hộ trồng huê ở xã Trung Hóa thu lãi từ vài trăm đến hơn 1 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đảm bảo tốt cho sản xuất vụ đông xuân, bắt đầu bước vào mùa khô năm 2018, chi nhánh thủy nông Rào Nan đã tích cực chủ động các khâu cần thiết nhằm quản lý, vận hành và điều tiết nước hợp lý cho việc sản xuất vụ hè thu sắp tới của 9 xã vùng Nam thị xã Ba Đồn. Trạm cấp nước chi nhánh thủy nông Rào Nan được bố trí một đập dâng và hai trạm bơm, gồm trạm bơm Rào Nan và trạm bơm Vĩnh Lộc có công suất 1.000 mét khối trên một giờ, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn. Để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho hơn 1.560 hectare lúa vụ hè thu năm 2018 theo kế hoạch, ngay từ tháng 4, cùng với việc huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, trạm đã xây dựng các phương án đề phòng tình trạng khô hạn có thể xảy ra, sửa chữa các công trình thủy lợi, duy tu, bảo dưỡng và thay mới một số hệ thống ống hút máy bơm đã hư hỏng. Trước lúc vào vụ hè thu thì cùng cũng đã lập một số kế hoạch để là mua sắm vật tư vật liệu cũng như là trang thiết bị cho là, thứ nhất là đảm bảo cho an toàn về con người vận hành cũng như là an toàn cho thiết bị, thứ hai nữa là đảm bảo về cái diện tích tưới. Thì sau khi được thực hiện được sự quan tâm của công ty cũng như là chi nhánh thì đã mua sắm vật tư vật liệu về thì chúng tôi đã làm và hoàn thành được cho cái đảm bảo tưới tiêu trong vụ hè thu. Đến nay, 9 xã vùng Nam của thị xã Ba Đồn đã cơ bản hoàn thành công tác dồn điền đổi thừa, nhờ vậy đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác tưới tiêu. Chi nhánh thủy nông Rào Nan cũng đã làm việc với các địa phương thống nhất về nhu cầu và phương án tưới cụ thể nhằm chủ động cấp nước cho sản xuất. Song song với công tác tưới cho vụ đông xuân thì thực hiện sự chỉ đạo của ban giám đốc công ty, chi nhánh chúng tôi đã tổ chức kế hoạch cho tưới hè vụ hè thu. Cụ thể là chúng tôi là lập kế hoạch sửa chữa nạo vét kênh mương công trình và là lập kế hoạch mua vật tư thiết bị bảo dưỡng trạm bơm máy móc, bố trí trực đầy đủ ở các đầu mối trạm bơm và kênh mương, đảm bảo
rất đầy đủ. Từ đây cho đến khi bước vào sản xuất lúa hè thu, chi nhánh thủy nông Rào Nan sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp tích nước, tiết kiệm nước, chống thất thoát nước và sử dụng nước hợp lý. Với thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay, thì việc chủ động trong công tác quản lý, vận hành và điều tiết nước phục vụ cho sản xuất của chi nhánh thủy nông Rào Nan sẽ góp phần cùng với bà con nông dân đảm bảo cho sản xuất vụ hè thu thắng lợi. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Các khu rừng luôn đặt trong tình trạng nguy hiểm. Để hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng xảy ra, mọi người cần nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Khi vào rừng hoặc ở khu vực gần rừng, không đốt lửa, vứt tàn than, tàn thuốc lá bừa bãi trong rừng. Còn tại các khu vực rừng có am thờ nghĩa địa, người dân đốt vàng mã cúng bái thì phải canh giữ đến khi nào dập hết tàn than mới được ra về. Ngoài ra, nghiêm cấm việc đốt than ra phế liệu trong rừng. Khi phát hiện cháy rừng, phải báo cáo ngay cho chủ rừng, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và cơ quan kiểm lâm nơi gần nhất để kịp thời chữa cháy hoặc liên lạc về văn phòng ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh theo các số điện thoại 0232 383 9488, 0912 037 673, 0913 203 199. Phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của toàn dân, đề nghị mọi người chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao.